Xin kính chào tất cả cô bác và anh chị trên kênh YouTube của Phong Bụi Vlog Đường Phố. Thì hôm nay thì Hoàng Phong cũng đi thử đồ cưới để chuẩn bị cho tuần sau thì hai chúng em sẽ làm lễ thành hôn. Trong thời gian qua cô chú anh chị cũng đã yêu thương và ủng hộ cho vợ chồng Hoàng Phong cũng rất là nhiều. Thì hôm nay thì Hoàng Phong cũng muốn chia sẻ lại cái hành trình của vợ chồng Hoàng Phong thực hiện là tụi em sẽ làm lễ thành hôn để gửi đến cô bác và cô chú anh chị, và đặc biệt là gửi cho những fan như là cô Lý Bắc Ninh nè, rồi chú Hải Võ nè, rồi các anh em YouTube trên khắp mọi miền đất nước. Thì anh em cũng nhắn tin và bình luận yêu thương chia sẻ với Phong Bụi, tuy nhiên là Phong Bụi hãy cố gắng lên trong cuộc sống này. Thì và Phong Bụi cũng hứa với tất cả anh em là mình sẽ đứng lên bằng đôi tay của mình, bằng tất cả nghị lực của mình. Và dần dần thì Phong Bụi sẽ chia sẻ với mọi người là cuộc sống của người khiếm thị như thế nào khi sau đám cưới, khi tụi mình có em bé rồi tự mình sẽ chăm sóc cho em bé của mình như thế nào, rồi hành trình của mình ra sao. Thì hôm nay thì hai vợ chồng của Phong Bụi đi thử đồ cưới này là mong mình gửi đến quý vị niềm yêu thương và chia sẻ. Và sắp tới thì ngày 26 tháng 7 là ngày Chủ nhật thì Phong Bụi sẽ tổ chức lễ thành hôn nơi tại nhà hàng Bách Việt ở trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận Nhất. Mong là đón nhận được sự ủng hộ của cô chú và anh chị. Thì hôm nay thì mình đi thử đồ cưới tại tiệm này. Mình cũng trân trọng thông báo và cảm ơn cho tất cả những anh chị gần xa đã yêu thương và ủng hộ mình. Hy vọng là sau clip này thì Phong Bụi sẽ đón nhận được sự yêu thương và sự chia sẻ của cô bác anh chị. Thì Phong Bụi cũng vượt qua rất là nhiều khó khăn. Mình phải đầu tiên thì mình phải vượt qua sự ngăn cản của gia đình, tại vì Phong Bụi cũng rất là thương bà xã, nhưng mà cũng rất thông cảm cho gia đình của mình và gia đình của bà xã mình. Vì lý do gia đình bà xã mình thì thật sự khi mà chưa hiểu là người khuyết tật thì liệu họ có làm ra kinh tế hay không, rồi họ có lo được cho con gái mình hay không, rồi liệu sanh con sanh cái ra rồi sống cuộc sống như thế nào. Thì vẫn làm cha làm mẹ ai cũng thương con mình, chính vì thế cho nên là mình chưa có được sự đồng ý của gia đình, nhưng mà mình cũng rất là chờ đợi một ngày nào đó mình sẽ cố gắng và mình sẽ nhận được lại sự yêu thương và trân trọng của gia đình và xã mình. Vâng, con xin chào tất cả các cô chú anh chị tại đây, mong là sẽ đón nhận được sự yêu thương của cô chú anh chị, và xin cô chú anh chị hãy ủng hộ cho tụi em trong những clip sắp tới.